Trong không gian tĩnh lặng này, bạn hãy chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất. Giữ cho đầu, cổ và lưng được thẳng hàng. Thư giãn, thả lỏng các vùng trên cơ thể. Cùng nhau chúng ta hít vào 3 hơi thở ý thức thật sâu. Hít vào. Ta biết ta đang hít vào. Thở ra. Ta biết ta đang thở ra. Hít vào. Ta biết ta đang có mặt ở nơi đây. Thở ra, ta xả bỏ hết những căng thẳng đang có. Một lần nữa, hít vào. Ta cảm nhận hơi thở trở nên sâu hơn. Thở ra, cảm nhận sự nhẹ nhàng, thư thái. Chúng ta từ từ để hơi thở quay về trạng thái tự nhiên. Không điều khiển hơi thở. Hãy để nó được tự nhiên như nó vốn là. Trong cơ thể chúng ta, có một thứ đã gắn liền với ta từ khi ta còn trong bụng mẹ đến thời điểm hiện tại, và sẽ tiếp tục ở bên ta đến khi ta rời khỏi thế giới này. Đó chính là hơi thở. Nếu chúng ta ý thức được rằng hơi thở chính là cây cầu nối hai bờ sự sống và cái chết, thì từng hơi thở quan trọng với chúng ta biết chừng nào. Vậy đã bao nhiêu lần ta dừng lại để lắng nghe, để cảm nhận và nói lời biết ơn đến hơi thở của mình chưa? Dù hơi thở ấy ngày đêm hoạt động không ngừng như một cỗ máy không có khái niệm nghỉ ngơi, nhưng cuộc sống với những bộn bề lo toan, một ngày 24 tiếng, ta dành được bao nhiêu giây phút để quay trở về ôm ấp, trân quý và nói một lời cảm ơn tới hơi thở này. Hít vào, mỉm cười vì hơi thở vẫn còn đây. Thở ra, biết ơn vì hơi thở vẫn luôn bên mình. Chúng ta có nhận ra là trong cuộc sống hàng ngày, thân thể và tâm trí của ta thường đi hai hướng khác nhau. Thân thể thì ở nơi này, mà tâm trí thì ở nơi kia. Thân thể của ta đang hiện hữu ở đây, ăn cơm, uống nước. Nhưng tâm trí của ta lại lo lắng, suy nghĩ miên man về quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, giữa thân và tâm ta có một thứ luôn gắn liền, đó chính là hơi thở.
hơi thở chính là cầu nối giữa thân và tâm. Đưa thân và tâm quay trở về hợp nhất với nhau. Nếu hơi thở của ta đạt được trạng thái nhẹ nhàng, sâu lắng và an yên, thì những yếu tố này sẽ thấm vào thân ta, tâm ta. Vì rõ ràng những gì ảnh hưởng đến tâm sẽ ảnh hưởng đến thân, và ngược lại. Vậy nên nếu ta đang ôm ấp hơi thở vào, hơi thở ra một cách nhẹ nhàng, thì hơi thở ấy cũng sẽ trở lại ôm ấp thân tâm ta. Bình an sẽ lây lan, hạnh phúc cũng lây lan. Bởi vì khi chúng ta ngồi yên tĩnh lặng như giây phút này, thì ba yếu tố thân, tâm và hơi thở hòa quyện với nhau trở thành một. Hít vào, ta cảm nhận sự bình yên, thư thái. Thở ra, ta cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa. Bạn đã từng quan sát một đứa trẻ đang ngủ chưa? Từng hơi thở đi vào, từng hơi thở đi ra, tất cả đều chậm rãi và rất sâu lắng. Chúng ta cũng đã từng như vậy, từng hơi thở hít vào căng tràn lồng ngực và khoang bụng, từng hơi thở đi ra thật nhẹ nhàng, thật sâu, thật dài. Nhưng với bộn bề cuộc sống, với những lo toan, những hối hả, dần dần hơi thở của ta trở nên nông hơn, nhanh hơn, gấp gáp hơn, đứt quãng hơn. Nhưng ta có nhận ra điều đó không? Chính giây phút này là giây phút chúng ta được quay trở về với chính hơi thở của mình, được quan sát, được cảm nhận, được trân quý và yêu thương hơi thở, được hít vào căng tràn lồng ngực, được thở ra chậm và sâu. Đây chính là cách ta đang nuôi dưỡng tâm hồn mình, đang nuôi dưỡng cơ thể và sự sống này. Hít vào, thở ra. Trong một ngày, nếu bạn để ý, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta thường hít vào chưa đủ sâu và thở ra cũng chưa hết hơi thở.
và mỗi lần thở ra không thể đi hết hơi thở. Phần còn lại của hơi thở đó sẽ tích tụ dần dần bên trong chúng ta, hình thành nên những căng thẳng, những bí bức mà chúng ta không hiểu nguyên nhân từ đâu. Đó chính là lý do mà khi ta mệt mỏi, căng thẳng, ta thường thở dài. Nó như một phản xạ tự nhiên của cơ thể để xua tan đi những mệt mỏi, những căng thẳng, những áp lực đang tích tụ bên trong. Chính vì vậy, những giây phút bình an quay trở về với hơi thở như thế này sẽ giúp chúng ta xua tan đi những mệt mỏi, những căng thẳng và sặc đầy năng lượng cho cơ thể thông qua hơi thở, thông qua sự tĩnh lặng của nội tâm. Hơi thở nhiệm màu của chúng ta cũng chính là bức tường ngăn cách giữa quá khứ và tương lai, mà giây phút duy nhất thực sự có thật là giây phút hiện tại. Vậy nên nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, để tận hưởng những gì đang xảy ra bên trong và xung quanh chúng ta. Hãy hít vào và thở ra thật sâu và chậm.
Sau đây, chúng ta cùng nhau làm động tác hít vào và thở ra một lần nữa trước khi kết thúc thời thực hành ngày hôm nay. Ta có thể nhẹ nhàng đưa tay lên chắp hình búp sen trước ngực, vẫn giữ mắt nhắm lại, từ từ hít vào, đưa tay lên cao, mỉm cười tạm biệt những căng thẳng, những khó khăn đã qua. Thở ra, nhẹ nhàng đưa hai tay sang hai bên và từ từ hạ xuống. Mở mắt và nở một nụ cười, gửi lời yêu thương tới chính bản thân mình. Hy vọng rằng bạn đã có những giây phút thật thư giãn, bình an và thoải mái. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại trong các bài thực hành tiếp theo.